Thì đây mình đây là áo len. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô bức tranh này sao cho đẹp nhất. Trong quá trình mình tô màu bức tranh này, nếu các bạn thấy đẹp và hay, hãy cho mình một lượt like để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chuyện mình sẽ đi tô màu tô bức tranh mình các bạn ạ. Bạn theo dõi quá trình mình đi tô màu tranh mình nhé. Bạn rất là nhiều. Não luôn. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục đi câu hỏi này không? Anh Cường đến hoàn ăn chú nhỉ? Anh Cường đi làm hoàn chú chả ai lên rồi cái đeo cả. Nên anh đi làm hoàn ăn chú chưa? Có người là không coi trên nhà. Có rồi, mà phải lúc anh đến là hoàn đến. Ờ, anh đến thì một tí sau nó đến. Đó 2:30. Nhìn nào. Bảo thật, để nó tin. Hai người mấy em lên để mà đồ 2:30 anh chú nghe kêu em. Không nhìn thì thôi. Hai giờ mình lau em lên. Như vậy là bức tranh của mình đã xong các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thì cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Cảm ơn rất là nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây là bức tranh con rắn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô bức tranh này sao cho đẹp nhất. Trong quá trình mình tô màu bức tranh này, nếu các bạn thấy đẹp và hay, hãy cho mình một lượt like để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu mình tô cho sản phẩm của mình các bạn, bức tranh của mình. Đấy là lần đầu tiên anh quan hệ với một người hơn tuổi anh mấy tuổi như thế, với cả một người gọi là như mình coi như là bạn để mình tâm sự. Trong đầu không có ý định gì, nó có ý định từ lúc trước làm Samsung đi nhạo anh ấy rồi, nhân viên của anh mà chưa có ý định như thế luôn. Mình không nghĩ là mình như thế luôn, nhưng mà đẹp thật, dáng đẹp quá. Biết đâu anh kia đờ đừng tự đăng tô bạn được mới tập đời tô đã tô hết đi các bạn được đời cái này tô rồi tô lại cũng được làm chưa xong nó hốt thiếu tô mới đào cũng mở chỉ tờ mình ta mới tính ra được tô này. Lúc ấy người ta chơi thì kéo bạo đi, bây giờ người ta đạp với người bạo đường. Thích chơi ở ngoài vòng. Giật ngoài vòng. Bạo sao ám rồi đê đi mẹ. Xin lỗi các bạn, xin lỗi mình không nên nói bậy nữa các bạn ạ. Xin lỗi các bạn. Mấy em thấy lòng lặng. Mẹ. Mẹ nộp. Quả gỡ đi. Còn đầu khác anh chỉ chém được hai đầu mà bỏ đầu đi còn đầu dưới cổng lồ chưa làm dày được nhé đông kiếm em nhiều kiếm ngay từ kiếm mình. Mình đi hát kiểu kia là y rằng là để mẹ mèo khỏe trên Facebook mình. Mình lúc đấy xin luôn trong quán rồi. Mình cứ vào cái bạn xin nhận xong mình về với con mẹ đi nhảy. Anh toàn thế mà tính nhắn mình là chẳng đến mức thế. Bình thường mà nó đi nó toàn xin ảnh triệu rồi. Nhân viên là nhân viên. Nhờ nhân viên ngóng ngửi. Hả? Nhưng mà bọn nó toàn xin anh triệu rồi. Anh đẹp là anh kiểu xin đâu thì xin anh chẳng là anh xin. Bọn nó xin nữa mình cứ kiểu là mình rơi điện thoại ra mình rắp cái nhắn hay giày ấy. Sau đó nó bảo cho em Facebook này kia. Đấy anh vào cái bạn đi, anh vào xác nhận đi. Đấy xác nhận rồi. Mà đến hôm sau là đánh dại phát là quẩy luôn. Mình thì ngắm rồi cái bàn đi tuần mày cũng sợ đó mà đã sợ thì phải nhân viên đi để mẹ mày tuần gạ mình quan hệ vãi lộn lắm đi về thứ gì đi quan hệ free luôn đấy